cả các bạn nha. Hôm nay mình quay về cảnh xe múc đất nha. Đất ở mình thì miền núi cho nên là vùng cao vùng thấp. Mình quay nha các bạn. Đang múc đất. Đang múc đất chở đi bán những nơi mà thấp hơn nha. Đổ những nơi mà nó thấp. Bữa nay thì người ta cũng đang làm nhà nhiều. Mà những vùng đất trũng thì người ta xây móng lên đổ đất. Khoảng 150 đến 200 ngàn một xe. Và đi là phải đại bạc, che bạc lại chứ không là công an bắt. Các bạn múc xong rồi xe bắt đầu đi. Đây là đất trồng tiêu mà hạ giá quá cho nên là người ta mới phá hết rồi các bạn, còn trụ trơ trọi.
còn trụ trơ trọi nha các bạn. Bây giờ mới bán cái đất đây, bán cái đất mặt trên này, cái lớp đất. Để chuẩn bị khi hút xong là dưới vùng đất này là người ta còn trồng là ghim nha các bạn. Đất múc xong là nằm dưới đây, đất múc xong là sâu nha các bạn. Mình đứng lên cao đây, mình quay xuống sâu cao khoảng 3 mét. Quanh đây là người ta cũng trồng tiêu hết các bạn, nhưng mà vườn này thì người ta cây dưa đầu tư cho đó người ta bỏ hết do nó giá thành nó rẻ quá. Xe là giờ tiếp tục múc đất các bạn ơi, 4-5 chiếc xe. Khoảng 5 muỗng. Đầu mới đầu tư lại phân rồi mới trồng lại nha các bạn. Xe vậy đổ khoảng 5 muỗng. Các bạn, xe kia múc xong rồi đi rồi hả? Rồi đây giờ tiếp tục xe khác về vào trong này và bắt đầu múc tiếp. Tiêu giá thành hạ nên là người ta bỏ hết rồi các bạn, công sức bỏ xuống hết là bao nhiêu đổ sông đổ biển hết rồi. Khi mà đầu tư xuống một vườn tiêu khoảng 300 trụ thì trong vòng 5 đến 6 năm là người ta mới có thu nha các bạn, mà người ta bỏ khoảng là gần 300 triệu. Nhưng mà giá thành hạ thì người ta phải phá đi để làm cái khác, còn sinh sống phải tiếp tục cái kế sinh nhai chứ không có thể mà đầu tư vào tiếp tiêu, bắt buộc là phải phá. Tại vì ở vùng quê mình thì chủ yếu sống bằng nghề nông cho nên là bao nhiêu phải đầu tư vào cái nghề nông thôi. Xe kia bây giờ chuẩn bị chạy, đổ bạc lên chạy rồi nha. Rồi tiếp tục đầy, rồi bây giờ
chuẩn bị là chi bạc lên rồi chạy xe khác lại lùi vào. Mình xin kết thúc ở đây nha. Xin nếu các bạn thấy hay thì hãy thích, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực ngày làm nhiều clip hay hơn nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.